Xin chào các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui và tin công nghệ của chúng ta ngày 2 tháng 3 có gì đặc biệt. Hãy cùng Lan Anh theo dõi đến cuối video clip này nhé. Tin tức đầu tiên, mới đây những hình ảnh sắp tới của chiếc smartphone đến từ thương hiệu điện thoại Nokia được rò rỉ, và điểm đặc biệt, điểm nhấn đó chính là cụm camera có hình dáng giống với lại chiếc bánh Oreo. Những hình ảnh này được chia sẻ từ chuyên gia rò rỉ và dự đoán Ben Gaskin. Qua những tấm ảnh này thì chúng ta có thể thấy được máy sẽ có sự kết hợp giữa sự hiện đại và truyền thống khi vẫn giữ cụm camera hình tròn như chiếc bánh Oreo, khác hoàn toàn với cụm 5 camera lục giác đều trên Nokia 9 Pure View. Ở giữa là dòng chữ Chase, đèn flash nằm bên dưới và dòng chữ Nokia. Mặt lưng của máy được hoàn thiện từ kính và thiết kế cong ra hai bên để cho cảm giác cầm nắm dễ dàng hơn. Sang mặt trước, máy sở hữu phần viền mỏng đều, phần dưới hơi dày nhẹ. Thật thú vị, và nếu máy như thế này thì Nokia 9.2 có thể trang bị camera selfie dưới màn hình hoặc dạng thò thụt như các mẫu máy hiện tại. Nokia 9.2 sẽ sở hữu màn hình PoLED với độ phân giải 1440x2560 pixel. Nếu ở mặt trước, máy sẽ trang bị camera selfie 24MP về mặt sau. Máy trang bị 4 camera 13MP và có các tính năng zoom kỹ thuật số, flash tự động nhận diện khuôn mặt, chạm để lấy nét. Máy sẽ trang bị dung lượng viên pin 4500mAh, nhưng hiện tại không có thông tin về dung lượng sạc nhanh. Về thông số kỹ thuật, máy sẽ có con chip Snapdragon 865 cùng với RAM 8GB. Một nguồn tin khác cho biết Nokia sẽ cho ra mắt con máy này vào tháng 11 năm 2020 và được trang bị Android 10. Tin tức tiếp theo, mới đây thì một YouTuber đã trên tay một chiếc điện thoại đến từ Xiaomi là Xiaomi Mi Mix Alpha, và hành động này cũng đã xóa bỏ đi được phần nào tin đồn là chiếc máy này sẽ không được ra mắt. Chiếc máy này được Xiaomi cho ra mắt vào tháng 9 năm 2019 và khiến nhiều người tham dự buổi ra mắt không khỏi trầm trồ về thiết kế độc phá của chiếc máy này. Tuy nhiên, Xiaomi lúc đấy chỉ mới nói hiện tại đây là mẫu concept và chưa bán chính thức. Tuy nhiên, sau 6 tháng thì cuối cùng YouTuber có tiếng là MarsWest Broly cũng đã trên tay chiếc máy này và đưa đến cho người dùng hình ảnh cụ thể thay vì là những mẫu concept trước đây. Thay vì chạy theo xu hướng màn hình gập mới, Xiaomi quyết định vẫn giữ nguyên thiết kế smartphone truyền thống và tập trung phát triển công nghệ màn hình. Tấm màn này sẽ bao quanh thân máy, sau đó tạo ra ít nhất hai màn hình chính ở mặt trước và mặt sau. Trong đoạn video trên tay của mình, MarsWest Broly cho biết đây là mẫu máy có thiết kế cực kỳ độc đáo của Xiaomi. Nó đã giúp chúng ta cụ thể hóa ý tưởng dùng một tấm màn duy nhất để bao phủ cả mặt trước, mặt bên và mặt sau của thiết bị. Với phần màn hình ở mặt sau, nó sẽ có nhiệm vụ hiển thị các phím tắt cho máy và hỗ trợ tốt hơn cho việc selfie của máy. Và camera của máy cũng có độ phân giải siêu lớn lên đến 108MP. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, Mi Mix Alpha vẫn là một mẫu máy hoàn toàn mới, chưa thực sự hoàn thiện và cần thêm thời gian để Xiaomi thử nghiệm và xử lý các vấn đề liên quan đến màn hình. Kể cả dù đã xuất hiện trong đoạn video của reviewer uy tín, nhiều người cho rằng đây thực chất chỉ vẫn là màn phô diễn công nghệ để quảng bá thương hiệu của họ mà thôi. Tin tức số 3 đến từ nhà táo, có vẻ như là tham vọng biến iPad trở thành một chiếc máy laptop cũng như là thay thế những chiếc laptop mỏng nhẹ được tăng trưởng rất nhiều, vì mới đây họ đã cho ra mắt một phiên bản bàn phím có bàn rơi của mình. Theo báo cáo mới nhất thì Apple có vẻ như đã và đang phát triển một mẫu bàn phím mới có tích hợp trackpad dành cho các thiết bị iPad. Tin đồn về kiểu bàn phím này xuất hiện vài năm trở lại đây. Hiện tại có nguồn tin cho rằng bàn phím tích hợp trackpad mới của Apple sẽ được hoàn thiện từ vật liệu tương tự như chiếc Smart Keyboard được Apple thiết kế cho iPad Pro năm 2018. Nguồn tin này cũng tiết lộ Apple đang đi vào giai đoạn soạn xuất hàng loạt các bàn phím mới để có thể kịp ra mắt cùng với một iPad Pro thế hệ mới. Được cho là sẽ sớm được giới thiệu tại sự kiện mùa xuân tổ chức vào cuối tháng 3 tới đây. Tính tới thời điểm hiện tại, các mẫu Smart Keyboard dành cho iPad chỉ được tích hợp các phím bấm cơ bản. Nếu phiên bản tích hợp trackpad được ra mắt, Apple sẽ phải thiết kế lại toàn bộ bàn phím mới để đảm bảo có không gian cho trackpad với diện tích đủ lớn. Và tin tức cuối cùng thì vẫn đến từ nhà táo. Mới đây thì một việc hy hữu hết sức xảy ra, đó chính là một chiếc iPhone 11 dù được ngâm dưới nước trong một tháng vẫn có thể hoạt động bình thường. Hãy cùng Lan Anh xem thực hư như thế nào nhé. Sự việc xảy ra vào tháng 10 năm ngoái khi gia đình của anh Jacob Troyer và cô Lisa, gia đình anh này đã du lịch tại Disney World để thực hiện giấc mơ của cô con gái bé nhỏ. Tuy nhiên, một khoảnh khắc không mấy vui vẻ đã xảy ra vào buổi tối cuối cùng của chuyến đi. Sau khi dự bữa tiệc Halloween và chờ một chiếc phà để rời khỏi công viên, chiếc iPhone 11 của Lisa đã rơi ra khỏi túi và rớt xuống đáy hồ Seven Seas. Đây là một hồ nước nhỏ ở phía trước vương quốc ma thuật Magic Kingdom, nơi Disney vận hành phương tiện giao thông đường thủy.
Khi chiếc iPhone 11 rớt xuống hồ thì cũng đã khá khuya nên cơ hội tìm lại được chiếc điện thoại của Lisa là vô cùng mong manh. Gia đình cô cũng đã báo cho Disney World để tìm lại chiếc máy, và điều kỳ diệu đã xảy ra sau 2 tháng đó là một nhân viên đã gọi cho Lisa và báo rằng chiếc máy iPhone 11 của cô đã tìm được, và sau khi nhận chiếc máy này nó vẫn còn hoạt động bình thường mặc dù máy có hơi dơ vì tảo và cát bám lên. Quá vui mừng về điều này, Lisa đã kể về trải nghiệm của cô trong email gửi cho Tim Cook, và tất nhiên CEO của Apple cũng đã cảm ơn cô vì câu chuyện trên. Và vừa rồi là một vài tin tức khá thú vị trong ngày 2 tháng 3 tại tin công nghệ của Điện thoại Vui. Và các bạn nghĩ sao về những tin tức này thì hãy để lại phía dưới phần comment cho Điện thoại Vui cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye!